Thưa quý vị, chỉ còn ít giờ nữa là đến với thời khắc chuyển sang năm mới Giáp Thìn, năm âm lịch với linh vật rồng. Trong 12 con vật để gọi tên cho 12 năm thì duy nhất hình tượng rồng là không có thật. Hình tượng rồng được gắn với biểu tượng của uy quyền, vua chúa và văn hóa của người Việt sử dụng biểu tượng rồng với mong muốn về sự phồn thịnh, may mắn và hạnh phúc. Chính vì vậy mà tất cả chúng ta đều có những kỳ vọng lớn lao cho năm Giáp Thìn. Mời quý vị sẽ cùng chúng tôi trải nghiệm hành trình tìm về những giá trị truyền thống và lịch sử với linh vật rồng của năm Thìn, mang đến bao kỳ vọng về sự thịnh vượng và phồn vinh. Và nói đến rồng của nước Việt thì phải nhắc ngay đến Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến. Hình tượng rồng là biểu trưng cho quyền lực, cho nhà vua. Và nhà vua đây là biểu trưng cho đất nước Đại Việt của chúng ta. Ai về Bắc ta theo với, thăm lại non sông giống Lạc Hồng. Từ thuở mang gươm đêm mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Thưa quý vị, những vần thơ mang nặng nỗi lòng của những người con miền Nam đối với xứ Bắc, đất kinh kỳ, luôn để lại niềm tha thiết sâu lắng trong lòng chúng ta khi đặt chân đến với thủ đô ngàn năm văn hiến. Khi năm Giáp Thìn sắp gõ cửa mọi nhà, thì hình ảnh rồng bay lên, oai nghiêm, đất Thăng Long linh thiêng như nhắc nhớ mỗi người con đất Việt tự hào truyền thống lịch sử ngàn năm. Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm, muốn trở về quê mơ cảnh tiên. Hình tượng rồng của các thời kỳ và đặc biệt thời Lý có nghĩa là hưng thịnh, là may mắn và nó là thể hiện cho quốc thái dân an, thái bình thịnh trị. Thì biểu trưng ở trên đầu của hình tượng đầu rồng thời Lý có những cái đường nét hoa văn mỹ thuật rất là đẹp, rồng ngập ngọc. Và đấy chính là biểu trưng của sang quý của bậc đế vương. Tuy là về sau thời Trần khác hơn một chút, chẳng hạn như đây là một hiện vật hình tượng rồng của thời kỳ nhà Trần, thế kỷ thứ 13-14, tháng 1 năm 2023, chúng ta đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Thời Lê, chúng ta thấy rất nhiều như là đôi rồng đá trước điện kính thiên và thể hiện được uy quyền của Nho giáo, thế thiên hành đạo. Và đặc biệt đỉnh cao là gốm sứ của thời kỳ Lê Sơ, của lò gốm Quan Diêu của kinh đô Thăng Long lúc bấy giờ. Rồi chiếc bát hình thấu qua là bộ chiếc bát mà chúng ta đã được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2021. Thưa quý vị, rồng Việt Nam, rồng Thăng Long có lịch sử lâu đời, mỗi thời kỳ là có đặc điểm sáng tạo khác nhau, nhưng luôn là hình tượng cao đẹp, là biểu trưng cho nguồn gốc, sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Dù ở thời đại nào thì hình tượng rồng trong văn hóa của người Việt vẫn luôn là biểu tượng cho sự uy nghi, trang nghiêm và tôn kính nhất. Đó cũng chính là sự dẫn dắt, là động lực, là điểm tựa tinh thần cho mỗi chúng ta. Năm nay là hướng đến năm Giáp Thìn, một năm mà hình tượng rồng sẽ xuyên suốt đến đời sống của nhân dân. Và với ý nghĩa về hình tượng rồng thịnh vượng của các triều đại phong kiến Việt Nam như vậy thì chắc chắn rằng năm Giáp Thìn sẽ là một năm mà thể hiện được sự hưng thịnh, sự đi lên, một năm sẽ mở ra nhiều may mắn, kinh tế phát triển, ấm no hạnh phúc.